Tại sao phải tiêm đủ 2 liều vaccine COVID-19? Tổ chức Y tế Thế giới đưa ra một số khuyến cáo về vaccine COVID-19, trong đó giải thích vì sao bạn nên tiêm đủ 2 liều. Tôi đã tiêm liều vaccine COVID-19 đầu tiên và biết rằng loại vaccine này mang lại hiệu quả bảo vệ cao. Vậy tại sao tôi phải tiếp tục tiêm liều thứ hai? Hầu hết các loại vaccine COVID-19 hiện nay cần được tiêm 2 liều cách nhau vài tuần. Các dữ liệu khoa học cho thấy hiệu lực bảo vệ của vaccine đã bắt đầu hình thành sau khi tiêm liều thứ nhất. Nhưng liều tiêm thứ hai sẽ làm gia tăng hiệu lực bảo vệ đó, giúp bảo vệ bạn mạnh hơn, kéo dài hơn. Vì vậy, hãy tiêm liều thứ hai theo đúng lịch trình khuyến cáo. Tôi có hệ miễn dịch khỏe mạnh, cần tiêm vaccine COVID-19 hay không? Có hệ miễn dịch khỏe mạnh là rất quan trọng, nhưng chỉ riêng điều đó không ngăn ngừa được bạn mắc một bệnh nguy hiểm như COVID-19. Hãy hỗ trợ hệ miễn dịch của bạn bằng cách tiêm vaccine COVID-19 khi đến lượt. Tôi đã được tiêm vaccine có nguy cơ mắc COVID-19 hay không? Vaccine có hiệu quả cao trong việc ngăn ngừa mắc bệnh, bị bệnh nặng hoặc tử vong. Phải mất vài tuần sau khi tiêm đủ liều vaccine, cơ thể bạn mới sinh ra miễn dịch. Vì vậy, bạn vẫn có nguy cơ mắc bệnh trong thời gian này. Hơn nữa, vaccine không bảo vệ được 100%, nên vẫn có một số ít người mắc bệnh nhưng bệnh thường nhẹ hơn. Tiêm chủng vaccine COVID-19 có ảnh hưởng đến khả năng sinh sản hay không? Không có bằng chứng khoa học về việc tiêm vaccine ảnh hưởng đến khả năng sinh sản ở nam giới hay cả nữ giới. Vaccine COVID-19 không thể can thiệp đến hoạt động của cơ quan sinh sản. Vì vậy, bạn hãy yên tâm rằng vaccine không ảnh hưởng đến khả năng sinh sản của bạn. Theo WHO, tiêm chủng vaccine giúp giảm nguy cơ bệnh nặng hoặc tử vong khi mắc COVID-19. Sau khi tiêm vaccine, bạn có thể gặp các phản ứng nhẹ như đau đầu, sốt và đau mỏi toàn thân, thường hết sau một vài ngày. Các phản ứng nghiêm trọng sau tiêm thường hiếm gặp và cần được thông báo cho nhân viên y tế. Hiệu lực bảo vệ cơ thể khỏi COVID-19 chỉ đạt được sau khi tiêm vaccine từ 2 đến 3 tuần. Nếu bạn được tiêm vaccine loại 2 liều, miễn dịch đầy đủ chỉ đạt được sau khi tiêm mũi vaccine thứ 2 từ 2 đến 3 tuần. Bạn vẫn có thể mắc bệnh trước khi cơ thể tạo ra đầy đủ miễn dịch. Vì thế, để bảo vệ bản thân và mọi người, hãy tiếp tục giữ khoảng cách an toàn, đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên, che mũi và miệng khi ho hoặc hắt hơi và tránh những nơi thông gió kém. Hãy đăng ký kênh Alo Bác Sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.